Dạ đúng rồi. Cái bức tượng này thì dài khoảng 3 mét à. Cái đầu bề ngang khoảng 1 mét luôn á, to kinh khủng. Cô Chính vô đây nhìn thấy sợ không? Hả? Trời ơi, đâu, có chú thì tôi không có gì sợ. Chứ mọi lần bà, chị ba khi còn sống đó ha, bà không biết gì, bà nó muốn ăn măng không? Tôi nói muốn ăn, bà nói đi một mình bà qua bên đây bứng măng này. Tôi qua tôi thấy mấy cái đầu sọ, cái thứ gì ra. Măng chỗ ngôi mộ hả? Ừ, chỗ chú đứng lại nó ăn sao có đó. Dạ. Thành ra tôi không thôi, nghỉ ăn. Mà bà thấy mấy cái đầu là ớn rồi. Dạ. Đâu có dánh vô. Mến chào các bạn, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chuỗi hành trình. Hôm nay mình sẽ quay lại cái ngôi nhà mà có khu vườn kỳ lạ. Thì như clip trước á, mình đã chia sẻ cho các bạn xem, ở trong cái ngôi nhà này có những cái bức tượng, những cái hình đầu người nhìn rất là kỳ lạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở về cái ngôi nhà này để vào xem qua năm tháng phía trong cái khu vườn kỳ lạ này có gì thay đổi hay là không nhé. Hiện tại thì mình tới ngôi nhà này các bạn. Con chào cô. Dạ. Cô cho con hỏi thăm cô. Dạ. À, cô có biết cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà của ai không cô? Không biết mà thấy ổng lo ổng lận lận chú. À vậy hả? Dạ. Tại vì ổng hồi đó anh ta nói cái nhà này nhà ma. Mà thấy mọi lần cũng có anh ta lại quay lận rồi. Cô đứng chút rồi cho nó ra khỏi không bị nắng. Lựa quay. À, cô nhà ở đâu? Nhà dưới này nè chú. Dạ. Thì cái ngôi nhà này là của... Con nghe nói là cái ngôi nhà này của ông lão hả cô? Đúng rồi, ông cũng bảy mấy rồi, 77 mấy rồi. Dạ. Rồi lâu rồi, lâu lâu cái ông gì đây là không có nói chuyện với ai hết trơn á. Dạ. Ở đây cũng vậy, không có nói chuyện với ai. Dạ, xin lỗi cô, thứ mấy? Tôi thứ 9 rồi. Dạ, cô 9. À, ông lão này thì hiện tại ông đang sống ở đâu cô? Mà có người nghe tao nói ông ở thành phố nhưng mà tôi cũng không biết ở đâu nữa. Lâu cái ông gì đây? Dạ. Thành ra không ai ở. Mà trong đó chú có thấy trong đó chưa? Dạ. Giống người chết vậy. Dạ vậy đó hả? Ừ, làm mặt nạ đủ thứ trơn, tôi có trông ở dưới nữa. Không ai dám vô đâu. Cô Chính về ở đây lâu chưa? Tôi về ở đây, mỗi lần tôi về đây ở cũng 20 năm rồi. Mà tôi ít có đi đây đi đó. Mỗi lần tôi đi thành phố nó kia làm không à. Dạ. Rồi cái nghỉ làm thì đó ở thành phố ở nhà ông anh. Mà ông anh chết rồi. Rồi về đây ở đi dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Vậy là ổng ở thành phố hả? Ừ, nói ổng về thành phố mà có con có hai đứa. Dạ. Mà lâu lâu cái ông sợ ông lại coi đồ coi gì, ông làm hình nộm này kia sẵn nó vô phá. À vậy là lâu lâu ông cũng có về đây có, hả? Có gì mấy lần. Dạ. Cô có biết là ông chủ nhà này ông tên gì không? Không. Có dạ. Mấy cái nhà gần có nhỏ con nuôi tôi nó biết rành. À dạ. Ừ, kỳ đó má nó còn sống á. Thì cũng như ông gửi cái nhà cho, mà ông nói chuyện với anh Dương không à. Chứ không có nói chuyện với mình. À. Ông nói chuyện với mình, ông nói là người mình là người quỷ ma quỷ không à. Vậy đó hả? Không phải là người thiệt, còn tội ác không à. Vậy, người vậy, đó. Vậy là cái ông lão mà làm ra những cái bức tượng đó đó hả? Ừ, mà ông nói, nghe người ta nói ông là nói chuyện với người phước mặt không à. Ồ. Không có nói chuyện với mình. Mình lợi là ông ghét dữ lắm. Đợi có tôi vô tôi lượm ba cái trái đều á, nhìn tôi thấy hình mộng quá tôi chạy ra luôn, giống giống như tôi trong đó nè. Dạ. Có mở. Đâu rồi cô Chính vô chỉ à. Còn ở chỗ nào đâu? Trong nhà nè, mà không biết có mở cửa không, không biết. Nè trong nhà, mở phía bên sau này ổng mới có nè, cái này là mặt nạ không à. Dạ. Ở đây nè. Ông làm chỗ này làm cái gì nọ mà làm ông gì cái ông mở cửa trước cửa sau. Cô Chính có biết vì sao mà ông lão ông tạc những cái bức tượng này ra như thế này không? Tôi cũng không biết mấy gì rằng mà người ta nói ông là ông cũng như không tối ngày không có nói chuyện ngay cho nên tối ngày ông mua xi măng ông về ông làm ơn ông vậy. Ồ. Tại vì lúc trước con cũng đến đây ghi hình một lần rồi nhưng mà con cũng không có thấy ai để mà hỏi về cái thông tin của ngôi nhà này á, cho nên là cũng không biết là cái ý nghĩa về cái ngôi nhà này. Yeah. Ông lão ổng làm những cái bức tượng này là cái ý nghĩa như thế nào. Có người thì nói nhà cái gì đạo vũ đạo gì đó, nghe người ta nói vậy á, mà không biết phải không. Đạo vũ hả? Ờ, nghe người ta nói vậy á. Rồi mà mình thấy nói đạo vũ mà không thấy ai lại trên, mà thấy ổng lâu lâu cái ổng lần
Dạ. Thấy ông mở cửa mà kia cửa trước cửa sau biết nhiều hơn. Dạ. Mà ai phá cây cối của ông không có được. Mỗi lần ông làm xong anh này hết trơn, làm hình nào nó nào dưới trong nhà. Thì hiện tại con thấy ở phía dưới sân này nè, quá chừng cái đầu người luôn. Ừ. Thì ổng làm mặt nạ gì á. Ngộ thiệt ha. Ừ. Người ta nói ổng nhiều khi là ổng nghĩ gì cái gì á. Dạ. Chứ không có mấy gì ở đây nữa nè. Ở đây nữa nè. Không có mấy cái đầu người nữa nè. Ừ. Ở trong nữa. Tôi chị đó tôi có vô trong coi. Cái nhà này thì làm khoảng bao lâu rồi cô Chính? Ổng về ổng ở đây bao lâu rồi? Mấy chục năm rồi. Dạ. Vậy là có mấy chục năm rồi hả? Ai mà cũng dám vô đây cũng gan. Mỗi lần ta đi ngang ta sợ. Rồi đi riết cũng quen luôn. Ông khoảng 70 mấy tuổi à. Dạ. Ừ. Bữa hôm cũng vừa làm hàng rào này kia nọ đó. Rồi mọi người dân xung quanh ở đây sống rồi họ có sợ cái khu này không? Khu này hả? Cũng dạ. Quen rồi, riết cũng quen, không có sợ. Cũng như đi ngang vậy thôi chứ không có vô. Rồi mấy đứa nó để ngôi nhà ma. Nó dạ. Thấy ngôi nhà ma vậy. Tại không? Vì họ thấy những cái đầu người này nè. Dạ. Những cái hình thù nó kỳ lạ nha. Có người thì người ta cũng sợ. Người nằm nhẹ bóng dưới thì hay thấy. Chứ dạ. Mình nặng bóng dưới thì mình không có thấy. Thì theo như cô Chính nói là họ thấy ở đây là thấy những cái gì? Ừ. Những cái người người ta kể á. Người ta thấy ma, thấy gì thôi. Vậy đó hả? Là mấy người nhẹ bóng dưới. Ồ. Người mình tin á thì bây giờ người ta đi tu hết rồi. Có dạ. Ma, cỏ gì. Có lẽ là những người nào mà hợp đó họ mới thấy được. Đúng rồi, nhẹ bóng dưới á. Hôm nay thì con cũng may mắn lại đây để gặp cô Chính chia sẻ về ngôi nhà này. Chứ bình thường lúc hổm con lại đây một lần cũng không có hiểu về ngôi nhà này. Chỉ quay như vậy thôi. Cho cô bác anh chị mình nó xem về hiểu về ngôi nhà nó kỳ lạ vậy thôi. Chứ cũng không có hiểu về ý nghĩa ngôi nhà này của ai. Mà cũng có cây trái đều này kia thì mít này kia không ai dám để ăn. Cũng như là một hai trái. Mỗi lần các bà chị ba chị còn sống á thì ông giao cái miếng đất này cho bà bán á, lại lấy tiền cũng như ông lo ông lên cái đưa tiền cho ông vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ bà chết rồi, bà chị ba lò gàn á, rồi bà chết mai cũng gần tới tiểu đường rồi. Ông lão này ông có hai người con hả cô Chính? Có hai người con, nghe người ta nói gì chứ mình cũng không biết. Dạ. Vậy là hai người con đó thì theo mình suy nghĩ chắc giờ cũng đang ở Sài Gòn ha. Ừ. Mà mình thấy lâu lâu cứ lên lần thấy ổng không chứ không có thấy con. Dạ. Thì ở trên cái ngay cái phòng khách này con thấy có để là cái nhà thờ họ Vũ á. Dạ, họ Vũ. Một điều rất là kỳ lạ của cái ngôi nhà ông lão này thì tạc rất là đầu người, nhiều đầu người nè. À. Đầu người thì nhìn ở đâu cũng có đầu người ở trên dưới chân của mình nè. Hồi tối ngày ổng không có nói chuyện với ai. Ổng ghét lắm. Vậy là ổng nói chuyện với người cổ trên, người âm á. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chuyện với mấy người khác không. Dạ. Giờ ông nói chuyện với mấy người này còn mấy người tội ác không à, không có nói chuyện tới. Thành ra mình cũng đi ngang ngang chứ thấy ổng mình cũng ớn. Dạ. Nếu mà như vậy thì ổng đâu có tiếp xúc với người địa phương đâu. Đúng rồi. Cho nên mình hỏi ai có lẽ là cũng không ai biết đâu. Đúng rồi. Không tiếp xúc với ai hết trơn. Dạ đúng rồi. Mà ai đi ngang đứng này kia nào ổng sợ đẻ cây trái của ổng á. Ổng là của ổng ngang đứng mẹ. À ổng cũng rồi, rầy tôi ha. Tôi đi ngang nè. Cái ổng vô đây nè. Cái tôi đứng đó. Tôi chỉ rào cái chén mít thôi. Cây mít ăn nè. Ông nói của tôi á, đừng mẻ. Tôi nói tôi không có mẻ. Đã làm cái gì đó à. Dạ. Vậy là ông cũng biết. Nhưng mà có theo về cái suy nghĩ của ông á thì có lẽ là khác người ta. Đúng rồi. Chứ là không phải cái dạng cùng điên gì đâu. Ừ. Dạ. Vậy hổng nghe ai nói là miếng đất này người ta trả 3 tỷ á. Mà không biết có không. Trả từ khúc đó tới đây, ngã tư đó tới đây nè. Là đất của ông á. Dạ. 3 tỷ nghe người ta nói vậy thôi. Có lẽ là có một phần nữa. Cái đó là nghe nó con kêu bán. Rồi mình cũng không biết rằng. À. Cái đó là nghe người ta nói mà, gần mấy bà gần đây bà nói vậy thôi. Chứ mình cũng không biết rằng. Vậy là con kêu bán nhưng mà ông không cho. Ừ. Mỗi lần tôi lượm trái điều tôi lại nó nói đây. Mỗi lần chị ba còn á thì cây xe ở trước sao cho tôi dạ. Mình hay cho đó quá trời rồi. Đầu người chú vô trong đó không. Dạ. Cái khúc sau á hả. Mà thật sự nếu cái ngôi nhà này muốn bán là phải dọn dẹp như thế nào. Chứ nếu mà để như vậy á, người ta vô người coi đất chắc có lẽ người ta cũng không có dám mua đâu. Quá chừng đầu người luôn nè. Đây còn nhiều nữa nè. Dạ.
Ồ. Hiện tại thì mình đi là đi toàn là ở trên đầu người không nè các bạn. Quá chừng luôn. Ổng làm, ổng mắc làm gì đó. Hiện tại thì ở trên cái vách tường này nè, con thấy ổng treo rất là nhiều nha. Đi làm bên đây nữa nè. Hôm nay thì hình như con thấy có một cái đầu mới nè. Ổng gì vậy? Cái đầu này nè. Cái đầu này thì hình như lúc trước con là đây là chưa có nè, cái này. Cái đầu này là mới có nè. Vậy là ổng mới về đây ổng làm lại nè. Dạ. Đây nữa nè. Thì một phần nữa là cái đầu này nè, là thởm nó teo lủng lẳng sắp rớt rồi nè. Ổng về ổng cám xi măng lại nè. Dạ, ổng sửa lại nhiều lắm, ổng sơn phết, ổng vẽ mấy cái môi nè, tô son lại nè, nhiều lắm. Đây nữa nè. Ồ, đây nữa nè, ở phía sau nè, quá chừng đầu người luôn. Nó trong dài luôn. Dạ, ở trong mấy cái bụi rậm này nè, rất là nhiều luôn nè. Ở đằng kia nữa kìa. Ở đây mình thấy có ngôi mộ nè cô. Ngôi mộ này là như ngôi mộ ông nè. Còn đằng kia có một ngôi mộ nữa. Đằng kia là ngôi mộ bà. Vậy hả? Dạ. Đây là ngôi mộ ông nè. Dạ đây nè. Tôi lại tôi bẻ bẻ tôi không biết. Ở đây nè, cô lại cô coi nè, ở đây là ngôi mộ ông. À đây nè cô Chính. Nè, ngay chỗ phía trước cái mộ ông nè là vẽ cái hình một ông lão nè. Ông lão. Nó rất là ngộ luôn. Ở trên bốn cái góc này nè. Thì mình thấy cũng có đầu người nè. Cũng dạ, ở sau nữa. Ở sau đây trên hai góc đó cũng có đầu người luôn. Có luôn. Dạ. Đây nữa nè. Nó ở đây nè. Có đầu người nè. Có hết luôn. Bên kia đầu người nữa. Dạ. Còn bây giờ mình lại cái ngôi mộ bà đó đi. Cô Chính lại ngôi mộ bà đó. Thật sự thì con cũng không hiểu về ý nghĩa của hai ngôi mộ này nữa. Một ngôi mộ ông, ngôi mộ bà. Đây nữa nè. Ồ. Đây nè. Đây. Đây là hai bức tượng rất là to luôn. Dạ đúng rồi. Ở đây là hai bức tượng nè. Bên đây là bức tượng bà, bên đây là bức tượng ông. Chiều dài khoảng 4 mét á, quá to luôn. Quá trời luôn. Quá chừng luôn nè. Ở đây bức tượng nữa nè. Đủ chỗ. Nhiều lắm. Theo như người dân địa phương ở đây nói là lúc hổm á rất là nhiều. Cho nên là chính quyền không có cho rồi người ta xô ngã xuống. Đúng rồi, người ta xô hết trơn. Tại vì bức tượng này nó cao quá. Nếu mà người ta không nói là bữa nay chắc linh nhiều lắm. Dạ. Cao nhiều lắm. Tại người ta không có cho ấy. Tại nhiều người người ta sợ đó. Mấy bức tượng nó bức tượng lớn quá, to quá, nó dựng lên cao 2-3 mét không á. Ai mà chạy ngang nhìn ghê dữ lắm. Đây là cái đầu người khổng lồ nữa nè. Đúng rồi. Nằm ở trong đám lá lốp này nhiều lắm luôn á. Dạ. Thấy rõ ràng. Những cái nào mà trắng á, nằm trong đám lá lốp này là toàn đầu người không á. Đây nè. Đây nè cô Chính, đây là cái mộ bà nè. Dạ. Đó. Một hình bà lão. Dạ. Cái ngôi mộ này khác ngôi mộ ông á là bốn góc này nè, là để bốn cống cống. Dạ. Rất là to luôn. Bốn dạ. Vô trong này mình cũng ít cái gánh vô lượng mặt tiền. Dạ. Sợ bùa ngải gì đó ém đó. À. Người ta sợ vậy đó. Làm bùa ngải ém này kia thư này kia đó. Dạ. Là tôi cũng đâu có dám vô lượng điều nữa, nghe người ta nói vậy thôi. Dạ. Bình thường thì có lẽ là không ai dám vô đây làm gì đâu. Không ai dám vô đâu. Ở đây thì có mấy cái dòng chữ gì nè cô Chính. Dạ, ở đây thì có hai cái tấm biển nè. Vũ Thị Giáng hưởng thọ 79 tuổi, ngày giỗ ngày 6 tháng 5. Mừng con cháu về thăm, bà rơi nước mắt. Còn ở dưới đây là mẹ ơi con về ở với mẹ đây. Con lại mẹ đừng khóc nữa. Có lẽ là những tấm biển này của con cháu. Cái của con cháu dạ. Gì không biết. Về đây gắn lên. Cái vụ này cũng lâu rồi mình cũng biết là dạ. Nữa đó. Thì chính quyền địa phương ở đây không cho làm là phải. Tại vì quá chừng nhiều đầu người luôn. Mà ban đêm đi ngang đây nhìn cái cảnh tượng này nhìn nó rùng rợn ghê dữ lắm. Có bức tượng là có kia rồi. Dạ. Bảy ơn thì phiền bạn không dám đi. Nè cái bức tượng này nè. Cái bức tượng này dài khoảng 2 mét á. Nằm ở dưới đây nè. Tại lá lốt hồi trưa ấy nó lên đầy luôn. Dạ. Quá trời luôn.
ít ai dám vô đây. Đây cũng bất tiện. Dạ đúng rồi. Cái bức tượng này thì dài khoảng 3 mét à. Cái đầu bề ngang khoảng 1 mét luôn á, to kinh khủng. Cô Chính vô đây nhìn thấy sợ không? Hả? Trời ơi, đâu có chú thì tôi không có gì sợ. Chứ mọi lần bà chị ba khi còn sống đó ha. Bà không biết gì, bà nó muốn ăn măng không? Tôi nói em muốn ăn. Bà nói đi một mình bà qua đây bứng măng đi. Tôi qua cái tôi thấy mấy cái đầu sọ cái tôi đi ra. Măng chỗ ngôi mộ hả? Ừ, chỗ chú đứng lại nó ăn sao có đó. Dạ. Thành ra tôi không thôi, nghỉ ăn. Mà mà thấy mấy cái đầu là ớn rồi. Dạ. Dám đâu có dám vô. Sợ quá trời ơi. Dạ. Nhiều rụng này kia đâu có ai ăn đâu. Dạ. Cứ lượm gần gần vậy thôi. Dạ thôi con cũng cảm ơn cô Chính rất dạ, là nhiều ạ. Dạ, không dạ. Có gì. Nhờ cô Chính có... chia sẻ thông tin dạ, dạ. cho con hiểu thêm dạ. về ngôi nhà của ông lão này. Mà giác 6-7 giờ thì đi đường này thì mình không có gì sợ, sợ giác phi á. Dạ. Và cũng ớn lắm. Ngay góc đều này thì cũng có một cái đầu người để dựa đây nè. Dưới đây nữa nè. Hôm nay thì con quay trở lại đây á, thì thấy cái đám điều này với cây cối nó tùm hơn lúc trước nhiều nữa. Yeah. Càng ngày nó càng âm u. Tại vì cái quá chừng. Lâu là chủ người ta cũng dịp phá một lần. Yeah. Tại lên cao quá, bữa không lên cao luôn á. Rồi lên phá một lần rồi cái bữa nay nó mọc lên nữa. Dạ. Yeah. Phá là đúng. Wow. Ở đây thì mình thấy có một cái đầu người nè các bạn. Một cái đầu người. Có một cây sắt. Ghim giữa thái dương luôn. Cạnh bên đó thì có một cái bát hương nè. Nhìn rất là ghê các bạn. Còn đây nữa nha. Đây là bức tượng cao nè. Bức tượng cao này lúc trước á, thì ông lão dựng đứng lên khoảng 3 mét á. Rồi chính quyền và người dân địa phương ở đây á, nhìn thấy rất là sợ, cho nên họ xô lật xuống. Còn đây nữa nè cả nhà, đây là một cái đầu người có một con dao cắm ở giữa trán nè. À, hôm nay thì mình thấy cái vết sơn này rất là mới nha. Có lẽ là ông lão đã về đây, ông đã sơn lại nè, nhìn rất là mới luôn. Chứng tỏ là ông cũng về đây thường xuyên lắm các bạn. Một điều đặc biệt của cái ngôi nhà này á, khi chúng ta bước vào á, toàn bộ ở dưới đây nè, xung quanh vườn luôn, ở phía dưới sân này á, lót tàn là đầu người không nè các bạn, rất là nhiều luôn. Đi không có cách nào mà né được á các bạn, phải dậm lên những cái đầu người này đi nè, nhìn rất là ghê luôn á. Còn ở đây nữa nè cả nhà, quá nhiều luôn. Đây là những cái đầu người, những cái hình thù kỳ lạ nha. Một con dao, một cây sắt cắm vào giữa thái dương nè. À còn ở đây nữa nè. Đây là một cái đầu người. Một cái đầu người có con dao chặt ngang mồm nè. Lá cây phủ lên nè các bạn. Bên đây nữa. Bên đây cũng có một con dao nè. Cắm vào bên gò má nè. Các bạn thấy không? Những vết sơn này là những vết sơn mới nha. Ông lão về sơn lại nè. Wow, đây nữa. Đây là một cây đục. Ghim vào giữa thái dương nè. Và máu chảy xuống lỗ mũi. Nhìn ghê quá các bạn. Khi chúng ta mới bước vào cái gian phòng khách của ông á, ngay chỗ cái bậc thềm nè các bạn, hai bên có hai dãy đầu người nha. Mỗi một dãy có bốn đầu. Đặc biệt một điều những cái đầu người này các bạn, chúng ta nhìn thấy mỗi một cái đầu á có cái biểu tượng khác nhau. Còn khi mới bước lên cái thềm nè các bạn, có hai bức tượng nằm ở giữa cái thềm gian phòng khách nè. Bên đây thì chúng ta thấy tượng bà, còn bên đây là tượng ông. Và bên đây có hai cái đầu người rất là to luôn. Ngay cái sảnh của cái gian phòng khách này á, cũng có một cái bàn uống nước nè các bạn. Và cái bàn mà để uống nước này các bạn, tạc bốn cái hình nhìn rất là kỳ lạ luôn. Còn ở đây chính là quan cảnh xung quanh của cái ngôi vườn nhà ông lão nè các bạn. Hôm nay thì mình lại đây, mình thấy cái khu vườn này á, nó rậm hơn lúc trước rất là nhiều các bạn. Mũi kinh khủng luôn.
Còn ở đây thì chúng ta thấy có một cái tấm bảng ông lão gắn lên cái nhà nè. Ông để là nhà thờ họ Vũ, số nhà là 61. Hiện tại thì ông lão đã khóa ngôi nhà nè các bạn. Khóa một cái ổ khóa và một cọng dây xích nữa nè. Wow, ở trên đây thì ông lão dán rất là nhiều vỏ ốc luôn. Hiện tại thì cửa của ngôi nhà này đã khóa rồi, chúng ta không có vào bên trong để mà chiêm ngưỡng được. Bây giờ thì mình sẽ ra phía sau nha. Ra phía sau ngay chỗ cái cửa sổ này nè, để chúng ta đứng lên xem phía bên trong hôm nay có thay đổi gì không không nha. Hiện tại thì mình đã lên được cửa sổ nè các bạn. Ui, bên trong đây quá chừng đầu người luôn các bạn. Bên trong đây nhìn rất là ghê luôn. Bên trong đây thì mình thấy có những cái hộp nước sơn, cây cọ và những cái vật dụng linh tinh mà của ông lão á. Quá chừng luôn. Những cái vật dụng này ông lão đã tạo ra những cái tác phẩm xung quanh cái ngôi vườn này. Quá chừng đầu người trong nhà đây luôn các bạn. Ở ngay cái gian phòng khách này á thì mình thấy có một cái bàn thờ. Phía bên kia cái bàn thờ á cũng có nhiều cái đầu người và có những con dao cắm vào. Nhìn rất là ghê các bạn. Ngay chỗ này thì chúng ta thấy có hai cái hồ. Hai cái hồ nước thì được dẫn từ trên cái máng xối xuống nè, rồi nó chảy vô đây. Nước thì đen ngòm mà không có xài được. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên cái cửa sổ đó nha. Còn đây chính là bên trong cái gian nhà dưới nè các bạn. Ở đây thì ông lão dán ốc rất là nhiều luôn. Vỏ ốc ông lão dán đầy ở tường luôn. Có một cái giường. Bàn thờ ông Địa. Bên trong ngôi nhà này thì cũng không có gì đặc biệt các bạn. Chỉ một cái giường cũ. Một cái giường hồi xưa để bụi đóng rất là lâu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra phía sau ngôi nhà nha. Phía sau này thì rất là khó đi. Đây có một đầu người nè. Đây là phía sau ngôi nhà nè các bạn. Ở phía sau đây thì ông lão vẫn làm đầu người nha các bạn. Treo đây nè, quá chừng luôn nè. Còn ở phía dưới đây nè, theo những cái đám cỏ, những cái đống rác đây nè, toàn bộ là đầu người không các bạn. Khó thấy lắm, cỏ lấp hết rồi. Hiện tại ở ngay cái bụi chuối này nè các bạn. Ngay bụi chuối này thì cũng có rất là nhiều đầu người luôn nè. Những hình thù rất là kỳ lạ. Ở trong cái khu vườn này thì có mấy cây mít và mấy cây điều. Cây mít hôm nay thì cũng đang có trái nữa nè. Trên đó cũng có một trái rất là to. Theo như cô Chính lúc nãy chia sẻ, những cái cây trái trong đây á có rất là nhiều, nhưng mà người dân không có dám vô đây để mà hái các bạn. Họ rất là sợ. Bây giờ chúng ta sẽ sang phía bên phải của ngôi nhà nha. Cái vách phía bên phải ngôi nhà nè, để xem bên đây có gì. À, ở đây thì ông lão không có tạc đầu người, nhưng mà ông vẽ đủ màu luôn. Bên đây thì ông lão không có treo đầu người nha các bạn. Còn là hình vẽ thôi. Ngôi nhà này chúng ta vào ban đêm rất là sợ các bạn. Nhìn rất là lạnh người luôn. Hôm nay thì chúng ta quay trở về đây. Quay trở về cái ngôi nhà của ông lão.
thì mình thấy có một điều rất là đặc biệt, đó chính là hôm nay ông lão cũng thường xuyên quay trở về ngôi nhà này để mà trùng tu, sơn phết lại những cái bức tượng mà ông yêu thích. Các bạn nhìn xem nha, đây là những cái bức tượng mà ông lão mới vừa trùng tu nè, sơn lại rất là đẹp. Clip của Hoàng xin phép đến đây được kết thúc nha cả nhà. Cả nhà nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, mà thời gian sắp tới Hoàng sẽ tiếp tục chia sẻ những cuộc hành trình mới cho cả nhà xem nha. Xin chào cả nhà.